Cập nhật mới nhất cháp mới, robot cổ đại vẫn còn sống và sắp sửa quẩy tung Ekid khiến Ngũ Lão Tinh phải sốc nặng. Đơn giản là khi nào Nika còn tồn tại thì con robot như được kích thích về cần đấm nhau như lên đồng luôn các bạn ạ. Đừng nhờn với đồ chơi đến từ vương quốc cổ đại nhá. Đồng đội của Joy Boy chưa bao giờ là yếu cả. Khi nào Joy Boy còn hiện hữu thì quả Titan Thiên Giáp còn được bắp mana vô hạn. Đấy mới chỉ là một trong những số thông tin quan trọng được leak ra sáng nay thôi. Buổi live của VK Punk khép lại, đồng thời mở ra trận combat đóng hòm trường đảo trứng. Plot Twist nào sẽ đóng vai trò mấu chốt trong trận chiến với phe chính phủ. Và chào mừng 500 anh em bằng tạc xăm soi đã quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ đến với spoiler chương mới One Piece chapter 1118. Let's go! Game One Piece anh em ơi! Quá trời quà tặng đại chiến thế giới, săn lùng trái áo quỷ và PK không ngừng nghỉ. Hải tặc Plot nha anh em, bên dưới mô tả này. Chương mới có tựa đề Ta tự do rồi. Câu nói này thuộc về Bonney. Lý do vì sao thì xem đến cuối video các bạn nhá. Anh em không ngờ Oda chơi lầy tới vậy đâu. Mục tiêu tiếp theo của Ngũ Lão Tinh. Tiếp tục trận chiến hội đồng của Ngũ Lão. Mặc dù Wakuri vừa hất văng đại Titan xuống biển, vô hiệu hóa tạm thời Denenmushi, nhưng các bố lão vẫn cảm thấy chưa đủ. Hiếm khi có được thời cơ trả đũa những gì mà Vegapunk gây ra cho chính quyền. Bốn lão tinh coi con robot như bao cát đánh đấm túi bụi, mỗi ông tung một chiêu là đủ khiến Titan Thiết Giáp sấp mặt lờ. Hiện tại, nó đang chìm dần xuống biển, không chút cựa quậy. À đù, cùi vãi thế nhở, liệu có cú lật kèo nào không? Nhà cái ra làm cái kèo cầm cự 5 phút mà chưa tới 5 giây đã bị hạ méo rồi. Chưa đâu, kịch hay thì còn ở phía sau nha. Lúc này các lão tinh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn Denenmushi truyền phát. Buổi live bị ngắt kết nối nhưng đảm bảo là diệt cỏ tận gốc. Họ chia ra đi lùng sục các chiến trường và mục tiêu là tiêu diệt những kẻ còn sót lại trên đảo. Chỉ cần địch là nhắm bắn chết hết, không chừa một ai cả. Phản ứng của nhân loại trên toàn thế giới ngày càng hoang mang hơn. Trước khi Vegapunk nói ra những từ cuối cùng được xem là quan trọng nhất về tộc đi, ông đã bị ban ác do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, liên tục khắc phục mà cũng không được. Đụng tới búa liềm là căng cực rồi các bạn ạ. Ở vương quốc Derosa, Leo và Rebecca đang tỏ ra rất lo lắng cho team của Luffy. Tầm này đội trưởng sư đoàn 7 hạm đội mũ rơm sắp ra khơi tới nơi rồi. Bố già Luffy gặp nguy hiểm, phận tôi tớ như Leo và các chỉ huy sư đoàn sao có thể đứng nhìn được. Chờ mỗi lời tuyên bố của Vegapunk. Monkey D. Luffy là Joy Boy. Auto đại hạm đội khua chiêng múa trống kéo nhau về hội ngộ ông bố trẻ ngay. Sau khi hạ gục Titan siêu đại hình thiết giáp, Ngũ Lão chuyển hướng sang các mục tiêu còn lại. Đầu tiên phải khử những bản sao còn sống của Vegapunk, bao gồm Atlas và Lilith. Họ được quy hoạch là kẻ kế thừa Vegapunk nên sẽ không được phép là sống sót. Bất kỳ ai trong số các bản sao như là một Vegapunk thực thụ, ngoại trừ con không sáu York đứng về phe chính phủ, hai bản sao còn lại thì bỏ mạng ở đây. Alad đang đi cùng với nhóm Bonney ở bến cảng, còn Lilith đang đi cùng Nami chuẩn bị kích hoạt tàu Sunny để tẩu thoát. Như vậy Ngũ Lão cần ít nhất là hai thành viên cất cử để truy sát hai bản sao của Vegapunk. Hai kẻ còn lại được giao nhiệm vụ là ở lại canh phòng Titan Thiết Giáp, kiểu gì lúc sau nó trả trồi lên làm quả combat để đời. Thánh Marcus Ma chim lửa bay một vòng hướng về phía bến cảng, lão lựa chọn phương án cắt đứt đường tháo chạy của Liên minh băng vũ rơm. Cháp trước phó đô đốc chỉ bắn lũng vài lỗ ở trên thuyền thôi. Cháp này là chim quỷ nó khạc nhổ muốn banh con tàu khổng lồ luôn đấy. Maskotma nhắm thẳng vào tàu Elbat mà tấn công, khiến cho các cự nhân chật vật chống đỡ. Sức mạnh một lão tinh thôi là đủ khiến băng Elbat thở không ra hơi rồi. Và chưa kể lão còn sở hữu lợi thế không chiến nữa. Từ trên không phun ra hỏa độn xuống tàu thì bà đỡ rồi. Chưa rõ lão tinh nào sẽ được giao đi săn lùng Lilith ở bên kia chiến tuyến, nhưng kiểu gì sớm muộn băng mũ rơm cũng tái ngộ. Trận chiến ở bến cảng sẽ là màn combat quan trọng nhất ở trường Ekid sắp tới đây. Buổi live bất ngờ có kết nối trở lại. Trong đoạn list sáng nay chưa thấy thông tin cập nhật về tình hình trận solo kiếm thuật giữa Zoro và Lazuro. Không lẽ chào hỏi sơ sài vậy thôi sao? Và chưa đâu, cá rằng màn đọ kiếm này còn mang tới rất nhiều điều thú vị. Mối quan hệ giữa Zoro và thành viên Earth, hai thanh kiếm sư cùng họ phải đấm nhau sôi máu còi mới đã. Anh em chúng ta cứ chờ bản chi tiết, chắc chắn sẽ được thấy đầu tảo múa kiếm khét lẹt nhá. Trong khi mọi người trên toàn thế giới vẫn hoang mang chưa biết tại sao buổi live của Vegapunk đột nhiên đã ngắt kết nối.
Một số đổ thừa cho mấy con cá mập cắn đứt cáp quang ngoài biển. Một số nhận định chắc là chính quyền cho lão trầu trời rồi. Thì bất ngờ tín hiệu lại chập chờn trở lại chỉ sau vài giây. À đủ, không lẽ robot rơi xuống biển, nước tràn vào làm chạm mạch khiến con ốc sên tỉnh lại ư? Buổi live trở lại với hình ảnh âm thanh lác vãi nhái. Coi euro trên web lậu còn mượt hơn cả coi phê cà bằng lúc này. Câu nói của lão tiếp tục những gì còn đang dang dở. Mọi người cố gắng nghe từng chữ một nhá. Cái tên đó chính là... ...... Đăng ký kênh cho lão đi rồi biết nha các bạn nhá. Xong hiểu luôn các bạn ạ. Như vậy thì trong lúc mà mất kết nối, VKPang đã tiết lộ trong số tộc đi có người gì đó như chúng ta không được nghe do mất điện. Cái tên đó chính là... ...... là cái câu tiếp theo cho biết kẻ sẽ trở thành ai đó. Mẹ nói thì nói lẹ đi, sức chịu đựng của con người có giới thiệu nha ông già ơi. Cứ câu giờ nữa, ráng lên con ốc sên, một chút nữa thôi, mày tèo cũng được. Bà mẹ tin mày, anh em tin mày, nhà nước cũng tin mày, con người yêu cũ vẫn tin mày. Cố lên, mày làm được mà. Chỉ vài giây nữa thôi, mày sẽ trở thành anh hùng lịch sử, ghi tên vào ngôi đền huyền thoại con ốc sên DNMC vĩ đại nhất. Còn với VKPang, ông nhây thì ớn à, một câu, một cháp, đấy. Trong số các tật nhưng đi, có người sẽ trở thành ...... Người đó chính là ...... Đấy, kiểu như là không dám đăng ký làm hội viên tháng, chỉ có spoil nhiêu đó thôi các bạn ạ. Tất cả quy đổi ra hiện kim hết. Rồi, tin nóng là tuần sau vẫn có chat mới nha, nên phần nào chúng ta yên tâm. Lão tiến sĩ VKPang sẽ không bịp chúng ta như nhà cái đến từ châu Âu đâu. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của con ốc sên chuyển phát. Anh em niệm Azida, cầu mong cho nó không bị ngập nước đi nha. Chứ cày lắm rồi đấy. Hai Nika xuất hiện. Ở cuối chương chuyển cảnh đến nhóm Bonnet, Luffy đã tới được bờ biển hội ngộ cùng với tụi Sanji. Nhìn thấy họ chật vật trước các phó đô đốc, Luffy tài lanh tài lẹ bày cho Bonnet phải làm như này này. Cậu vẫn còn nhớ Bonnet rất hình tượng trạng thái hiêu phai của mình. Ít khi được fangirl nhiệt tình ủng hộ, thằng bên thị phạm luôn cho nó ngầu, lại bật dạng Nika thúc giục Bonnet, động viên cô ấy thả hồn vào những suy nghĩ tự do. Nhìn thấy Luffy sảng khoái, cười như là thằng điên, giúp Bonnet lại có niềm tin vào vị thần Nika. Cô sử dụng sức mạnh tương lai biến dạng một lần nữa để cosplay idol. Khác với những lần trước toàn là bản lỗi, ở cuối chương, hình dáng Nika của Bonnet trông chỉn chu hơn hẳn. Giác ngộ tránh đẳng giác, theo bản dịch thì cô đã trở thành một Nika thực thụ phiên bản nữ rồi. Vãi nhở, thứ gì mạnh hơn một Nika hả anh em? Là hai Nika cùng lúc xuất hiện. Pha này cứ tưởng đâu là cha con thằng na ngáo làm quả double vị thú hình dạng ở ninja lần 4 cơ. Tiến lên nào, Kurama. Robot cổ đại lập tức nhận tín hiệu phản ứng lại sự xuất hiện của Hanika. Ngon, ngon. Tự nhiên nạp gấp đôi mana. Tầm này cân 2 ngũ lao tinh là dễ rồi. Từ dưới biển một chấn động lớn do đại Titan phát ra. Còn robot kiểu bùng phát sức mạnh. Ủa, là sao nhờ? Nika cũng có được có cái hả mấy ní ơi? Giờ đây đấng Nika sẽ trở nên phổ biến, ai cũng sẽ biến hóa Nika. Người người Nika, nhà nhà Nika, ai cũng có thể trở thành Joy Boy. Chỉ cần người đó lấy tự do, làm đức tin thôi. Chúng ta hãy thử tưởng tượng Luffy chỉ cho đồng đội giác ngộ về sự tự do, biến họ thành Nika với năng lực thức tỉnh. Nguyên team tóc trắng, đừng hỏi tại sao, nước biển lại mặn nha. Và theo đó người tiếp theo khả năng cao nhất sẽ trở thành chiến binh Nika, sẽ là đấng Usopp. Giờ thì AD hiểu tại sao robot khổng lồ cổ đại lại xin lỗi Joy Boy rồi. Thì ra 800 năm trước có quá nhiều Nika nên nó không nhận ra ai là bản gốc. Tín hiệu bị nhiễu sóng lum la hết các bạn ạ. Tầm này Luffy chạm tay vào người nào, người đó biến thành Nika. Chia sẻ chắc ca cùng xài nào các bạn ơi. Và chăng Bonnet mới là nhân vật chính, là Nika chuẩn. Chứ kiểu gì mới biến hình một phát con robot phản ứng ngay. Trong khi Luffy chiến bỏ mẹ với các lão tinh mãi mới thấy nó ngồi dậy. Bản chi tiết sẽ rất hay đấy. Để coi thử Nika phiên bản nữ trông sẽ như thế nào nhá. Có xứng đôi với thằng bên trời sinh một cặp hay không? Bà bộ A, bà ấy mà biết được tới số cả hai ngay. Ok, trên đây là video của Spoil One Piece chapter 1118. Ý kiến của anh em thế nào? Hãy cùng comment bên dưới cho mình biết nhá. Như thường lệ thôi, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn may mắn lên sóng số ngày hôm nay. Bạn Thanh Sa 835 có hỏi rằng mong Oda cho thầy Hờ sẽ giúp Zoro thêm một kinh nghiệm mới và mạnh mẽ hơn nhiều. Quả Nasuzuru xuất hiện rõ ràng là để nâng trình cho Zoro chuẩn bị thức tỉnh sức mạnh vô cực của kiếm sĩ đấy các bạn ạ. Bạn em gái có comment rằng buổi tối vui vẻ, nhà anh xăm soi, em nghĩ là VKPang sẽ hy sinh đó ạ.
Thật ra là anh cũng rất là đồng quan điểm với cái ý kiến của bạn em gái nhé. Bởi Vegapunk còn sống thì buổi live của lão sẽ trở nên vô nghĩa mất thôi. Bạn Nam Mai Vân: anh Sanji tôi vẫn tàng hình với mặt buồn. Nói chung là phận con ghẻ chỉ gáy được lúc đầu thôi. Hào quang thời khắc anh hùng ấy thì con cưng nó chiếm hết spotlight rồi bạn nhá. Rồi, và video đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận thông báo sớm nhất các bạn nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!